những người rất là gần gũi với Hồ Chí Minh, thân cận với Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái thời gian đó, vào những năm năm mươi mấy chẳng hạn đó, thì chúng tôi có trình bày cái vấn đề Nguyễn Tất Trung mà thôi, chứ còn không đề cập tới người gọi là người con gái giống như bà Dương Thu Hương trình bày. Thì nói một cách khác, như cho lễ xác nhận đó, cái này là một tài liệu mà đã là gọi là sự thật, thì chúng tôi chỉ trình bày những gì mà chúng tôi kiểm chứng và có nhân chứng, có tài liệu cụ thể mà thôi. Còn những cái dư luận như là Hồ Chí Minh bình khảo, như cái quyển sách mà anh Thái vừa trình bày đó, thì chúng tôi không chú tâm. Dĩ nhiên là chúng tôi có tìm hiểu, nhưng mà vì không chứng minh được, không có cái gì xác cứ, cho nên chúng tôi không bỏ vào trong bộ phim này. Tức là cho tới phút này đó, về phương diện chứng minh được đó, thì cuốn DVD Sự thật về Hồ Chí Minh đó chỉ đưa ra ánh sáng một vấn đề liên quan đến gia đình của ông Hồ Chí Minh, đó là cái việc mà ông có một đứa con trai, đứa con trai đó tên là Nguyễn Tất Trung. Dư luận ngoài Bắc biết, nhiều người nghiên cứu về tình hình Việt Nam có biết, nhưng mà cái hé lộ của bà Dương Thu Hương trong cái cuốn mà Đỉnh Cao Chói Lọi đó có nói rằng ông còn một đứa con gái nữa, thì đó là một cái sự kiện mà vẫn chưa có thể xác nhận được, phỏng thư linh mục với lại là Ừ, đúng vậy, cái này ông là chưa có xác định được, chưa có một nhân chứng nào mà có thể nói lên được trong phim là à, tôi đã gặp cái cô gái đó, tôi biết cô gái đó, cô gái này hiện tại bây giờ sống ở đâu, bao nhiêu tuổi, đang làm nghề gì, đang sinh sống làm sao, chưa có một nhân chứng nào để mà xác quyết được chuyện đó, cho nên chúng tôi không có đưa ra trường hợp đó. riêng trường hợp của Nguyễn Tất Trung thì có nhân chứng. Có nhân chứng và có những người họ biết rõ chuyện đó và họ nói lên trong cái phim này. Vâng, và anh Thái, cái vấn đề bởi vì anh Thái tập trung vào một một cái lãnh vực là về thân thế, là về đứa con, là về những người vợ Hồ Chí Minh, thì thưa anh phải nói rõ là như thế này: cái cuộn phim này là để lột trần những huyền thoại giả tá của Hồ Chí Minh. Thí dụ huyền thoại giả tá của Hồ Chí Minh đó, có rất là nhiều huyền thoại, mà cuộn phim này vì vì cái giới hạn của thời gian là một vấn đề, cho nên chúng tôi chỉ tập trung vào 6 cái lĩnh vực giả tá mà thôi. Thứ nhất là về thân thế, như là vừa rồi chúng ta bàn thảo về vấn đề là thân phụ có phải là từ quan vì vấn đề chống đối lại triều đình Pháp và triều đình Việt Nam lúc đó hay không, hay là vì uống rượu say và bị sa thải. Chúng tôi trình bày đi phỏng vấn, tìm những tư liệu liên hệ tới vấn đề đó để chứng minh đó. Thứ hai là vấn đề mà người Việt biết rất là nhiều, đó là cái vấn đề gọi là cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Thật sự có tư tưởng Hồ Chí Minh hay không, chúng tôi đi tìm hiểu để xem được là Hồ Chí Minh thật sự có tư tưởng hay không, tại sao Cộng sản Việt Nam là cứ bắt dân chúng Việt Nam phải tìm hiểu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Lại lĩnh vực thứ ba là đạo đức. Hồ Chí Minh, Cộng sản Việt Nam vẫn tô vẽ là một người đó lúc nào hy sinh toàn cuộc đời cho mình, cho quốc gia dân tộc, sống cần kiệm liêm chính, không có liên hệ gì với phụ nữ, không có con cái. Thì chúng tôi chứng minh Hồ Chí Minh có những người vợ, có con. Cộng sản Việt Nam cho Hồ Chí Minh, tô vẽ Hồ Chí Minh là một cha già dân tộc. Thì chúng tôi tìm hiểu là Hồ Chí Minh có tổ công hay có tội với đất nước, trách nhiệm của Hồ Chí Minh trong những vụ thảm sát của Việt Nam như thế nào, và cuối cùng là di sản Hồ Chí Minh để lại cho Việt Nam ra sao. Thì thưa anh, đó là những cái lĩnh vực mà bộ phim này trình bày. Vấn đề vợ con cái chỉ là phần nhỏ của cái phim này. Có một vấn đề mà liên quan đến công và tội của Hồ Chí Minh đấy, thì trong những năm gần đây đó, có một số người viết sách qua hình thức tiểu thuyết, hoặc là thậm chí nêu lên có những cái quan điểm trên các bài viết đó, cho rằng ít nhất là những năm cuối đời của Hồ Chí Minh đã ông ta hoàn toàn mất quyền lực, và cái thành phần mà kiểm soát Đảng Cộng sản Việt Nam mà khống chế luôn cả Hồ Chí Minh là Lê Đức Thọ và Lê Duẩn, cho nên cả cái quyết định mà đánh miền Nam trong trận Mậu Thân chẳng hạn, ông Hồ Chí Minh cũng không có được dính dự vào những chuyện như vậy. Thì Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và ông Trần Quốc Bảo có tìm được những cái tư liệu này để chứng minh rằng cái điều đó đúng hay sai? Điều này là rất là quan trọng. Là bởi vì đó, nó có một khuynh hướng luôn, có khuynh hướng bao che cho tất cả những cái tội của Hồ Chí Minh. Mà đổ tất cả những trách nhiệm về giết người, về Tết Mậu Thân, về tàn sát này kia là cho những là phía đàn em. Cho nên chúng ta đừng có dễ dàng mà bị ru ngủ đi vào chiều hướng đó. Tôi nghĩ rằng đó, người ta đang cố gắng dựng lên một Hồ Chí Minh là một thần tượng bằng chứng cụ thể, như Thái biết rồi là ngày nay người ta còn đúc cả tượng Hồ Chí Minh đưa chùa để thờ nữa cơ mà, chứ đâu phải nói tới chuyện mà chỉ là cái chuyện mà xây lăng dựng tượng mà thôi đâu. Thành ra đó, nếu cái gì mà che được cái trách nhiệm Hồ Chí Minh đối với tội ác dân tộc đó, thì người ta làm hết mọi cách để che. Chính vì thế mà nó có cái dư luận rằng có cái
khuynh hướng rằng là những năm về sau này Hồ Chí Minh có đi bất lực và bị cái nhóm Lê Duẩn khuynh đảo, bị cái nhóm Lê Đức Thọ khuynh đảo, bị cái nhóm đàn em coi như qua mặt, không có biết gì về trách nhiệm trong vụ giết người. Tôi không tin chuyện đó. Tôi cho đây là một đòn rất thâm độc của những người muốn bảo vệ cái quyền Hồ Chí Minh, muốn che tội, chạy tội cho Hồ Chí Minh. Mà thật sự tôi, theo cá nhân tôi nghĩ và những người trong phim này đã nói lên một chứng đó, Hồ Chí Minh hoàn toàn chịu trách nhiệm về các cuộc thảm sát dân tộc Việt Nam chúng ta, đặc biệt nhất là trong cái chất bột xanh. Nếu không có cái lời đọc như ám hiệu để mà tấn công đó, thì Hồ Chí Minh thì có thể chạy được. Đằng này chính Hồ Chí Minh là người đã đọc cái ám hiệu để mà một bài thơ chúng tới bốn câu đó để ra lệnh tấn công chất bột xanh. Cho nên tôi nghĩ rằng cái luận điệu mà nói rằng những năm về sau này Hồ Chí Minh mất quyền lực và bị bán quỷ bọn đàn em kêu bằng khống chế, thì tôi cho đây là một cái điều tuyên truyền rất là tai hại để chúng ta nghĩ như vậy. Và để tiếp nối cái điểm đó mà tôi nghĩ là rất là quan trọng đó, thì như Linh Mục Lễ có trình bày, trong cái cuộn phim này chúng tôi thâu cả cái bài thơ gọi là chúc Tết của Hồ Chí Minh để ra cái báo hiệu, đó là phát pháo lệnh để tấn công của Tết Mậu Thân. Và hơn thế nữa thưa anh Thái, là trong cuốn phim này chúng tôi còn chứng minh rằng Hoàng Sa Trường Sa mất và bây giờ Trung Cộng tới khai thác bô xít ở trên Việt Nam là di sản của Hồ Chí Minh. Bởi vì đó, thời mà Ung Văn Khiêm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khi tiếp đại sứ của Trung Cộng tại Hà Nội vào ngày 15 tháng 6 năm 1956, vào ngày thời gian 56, lúc mà Hồ Chí Minh đương là ngôi sao nắm vững quyền lực ở ngoài Bắc mà. Lúc đó đâu có phải là Lê Duẩn hay Lê Đức Thọ gì ảnh hưởng đâu, mà lúc đó chính Ung Văn Khiêm đã công nhận rằng là Hoàng Sa và Trường Sa về mặt lịch sử là của Trung Cộng. Đó là cái quyết định để trả ơn Trung Cộng hay là mua chuộc Trung Cộng, yểm trợ để thôn tính miền Nam, phát động cuộc chiến tranh miền Nam. Cho nên thưa anh Thái, ngay từ khi Hồ Chí Minh còn thịnh thời đã là chấp nhận làm đầy tớ cho Trung Hoa để mặt thỏa mãn cái tham vọng của đoàn thể, của cá nhân. Và từ đó nó khởi đầu cho việc mất đất, mất biển và ngày hôm nay bô xít tại Việt Nam. Thành ra thưa anh, trong cuốn phim này đã tìm những chứng liệu, những phỏng vấn, những nhân chứng, những nhà nghiên cứu để trình bày những sự kiện như này. Cuốn DVD Sự thật của Hồ Chí Minh, phong trào quốc dân đòi tên Sài Gòn có ý định là sẽ chuyển qua những ngôn ngữ khác để cho những cái người ngoại quốc có thể biết được về sự thật của người Hồ Chí Minh. Thưa anh, lúc đầu đó thì khi chúng ta bắt đầu chủ trương đó thì chúng tôi có những cái mục tiêu rất là rõ rệt khi